ơi, và chúng ta sẽ đến với cái tựa game Harry Xanh Evolution. Cái đại khái là kiểu game về cá mập. Rồi, đặt tiếng đi cho nó đỡ ồn ào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi thử cái game này xem như nào. Harry Xanh Evolution khá là hay, họa khá đẹp. Chứ mình chưa chơi thử game này như nào. Rồi xem gameplay nó như nào. Rồi, đây là cái first time lần đầu tiên khởi động cái game này. Hay là game cho cá nè. Ui dồi ôi, đây con cá mập mà không. À như vậy mình sẽ điều khiển cá mập này. Ui cá mập này. Cá mập của kinh vậy đấy. Game này bạo lực vãi. Khiển cá mập như điên thịt người. Kìa. Ui nó ăn kinh quá. Nó ăn đủ các loại tà phế lù luôn. Ủa ui game này kỳ dị. Ui con này nó ăn đủ các loại. Ủa cua nó ăn. Ui nó đang to lên. Kìa. Ui nó ăn như một con tên lửa vậy. Ui rồi kinh thế. Ủa game này máu mè rất là kinh dị luôn. Vitamin C kinh nhỉ. Kìa. Ui nó đấm cả con cá to vật vã. Game này khá là hay. Con này con gì đây? Con gì vậy? Ui đây cái gì đây? Nhiệm vụ là mình chưa hiểu nhiệm vụ này. Ăn này đến bao giờ xong? Con gì cơ? Đấm đi cơ. Con này không ăn được. Kìa, ui trời. Chết con mẹ rồi. Rồi, sẽ cắt thì nêu hết cái này. Ăn đúng phải mìn mới nhục chứ. Rồi, gameplay con này. Con này cá to thế. Rồi, chơi thử. Game khá là hay. Đồ họa rất là đẹp. Hình dáng cao kìa. Đây một game khá là lạ. Level 10 nó sẽ to khủng khiếp thế kìa. Rồi, ăn thử người rồi. Có thể thấy ông già ngồi trên này. Ok, ăn đá là chết đấy. Ui, combo, kinh vã lìn. Ui, con này nó bơi kinh thật. Chạy đi đâu em. Úi dồi, nó chạy nhiều quá. Chạy đi đâu. Ui, con này kinh dị mày này. Bơi chỗ này an toàn, chỗ kia có mìn ghê lắm. Chỗ này có mìn nó hơi bị ghê đấy. Kìa. Con này nó to thế. Nó ăn một cách kinh dị luôn. Hết lực. Nó đang hết lực. Người kia. Select attack. Cái này như nó khoán giờ à? Ok. Rồi. Game này khá hay, đồ họa rất là đẹp. Không đớp một người nào. Được mấy con vịt. Ui. Game này hay đấy. Ui rồi. Nó to rồi, nó lên level rồi.
Nó phải kinh kéo mập mà phải kinh gì luôn, nó còn đang ăn con to hơn kia cơ. Con cá mập là kinh dị vãi. Đâu 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 đâu, ta đang đói đấy, ta đang đói đấy. Wow, kỳ quá. Ôi trời, ôi trời, chết rồi, bị con kia nó ăn rồi. Chết rồi. Ôi cái chết rồi, bị chết mẹ rồi. Chết mẹ ơi, con mập ơi. Đi sang đây là y rằng bị nó ăn thịt. Đi sang kia mình nó chén nhục. Ê, tăng lên cái gì. Đây là tăng tốc độ, là cái này phải mua coi. Rồi chơi. Level 4 rồi. Mày làm skeleton. Theo cá mập thì bơi, mẹ bơi kinh dị vãi. Chỗ này nó nhiều con đấy lắm ấy, nhiều kẻ thù góc này. Mình xin các em, các em bơi kiểu gì anh vào mồm anh thôi. Úi trời ơi. Snack attack. Mời đớp người. Ôi dồi, ôi nó đớp kinh quá, vào mồm các anh thôi, lái. Con to thế. Ok, cẩn thận. Vitamin C. Nó bơi nhanh thật đấy.
ăn kinh dị luôn. Hậu chỉ ăn mới ăn. Mình xin em bảo treo ra đây. Mission gì đây? Mình đang bơi mẹ vào đâu nhỉ? Kéo. Game này rất là hay nhá. Đồ họa rất là đẹp luôn. Gameplay thì hơi bạo lực một chút. Mình xin. Nhìn xuống đây có thịt nào. Đợi nó nhảy xuống có thịt. Ăn. Ăn con rùa này à? Ăn cả rùa. Bố mình đã biết. Yeah.
Yeah. Estoy haciendo otra batalla. Voy, ya que voy. Còn 200 vàng. Chết rồi. Ăn phải con cầu gai chết con mẹ rồi. Vãi cái đấy. Rồi. Ok. Như vậy chúng ta vừa review xong game Harry Shack Cá Mập Đói Evolution. Ok, xin chào và gặp lại trong các review game tiếp theo. Xin cảm ơn. Cái này là không phải là game này đâu, nó là trailer quảng cáo. Ok, xin chào và gặp lại.